Nghệ nhân cuối cùng ở làng gốm có tuổi đời trăm năm. Nước tràn đê bao, Đắk Lắk nguy cơ mất trắng hơn 1.000 hecta lúa. Bất chấp luật giao thông, dân dàn trận trên cầu xem xác chết. Bắt nghi phạm trong đường dây lừa bán phụ nữ ra nước ngoài. Câu chuyện độc đáo hôm nay, mời quý vị cùng đến với bộ sưu tập với hơn 2.000 tờ tiền cổ của một thầy giáo. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Hai ngày 12 tháng 8 năm 2019. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Trinh Trà của chương trình Góc nhìn trưa này. Thưa quý vị, những ngày này, đến khu làng Lư Cấm của phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang đã không còn thấy hình ảnh nhộn nhịp của một làng nghề hơn trăm năm chuyên làm gốm, từng nổi tiếng một thời. Tại đây chỉ còn một hộ vẫn bám trụ với nghề gốm. Chuyện giữ nghề và phát triển những nghề truyền thống vẫn còn đó lắm gian truân. Khó khăn lắm mới tìm ra được một hộ dân duy nhất vẫn còn bám trụ với nghề gốm tại đây, đó là ông Lê Văn Chưởng. Theo ông Chưởng, tại Nha Trang, nguồn đất sét ngày càng khan hiếm, vì thế các hộ chuyên làm gốm lần lượt phải bỏ nghề. Riêng ông hiện nay cũng chỉ làm những hàng gốm loại nhỏ để phục vụ cho các em học sinh hoặc khi có khách du lịch đến đặt hàng. Không biết lý do sao mà ở ngoài nó chở vô, từ ở Bình Định hay là Phú Yên mà nó chở vô nó bán hạ hơn ở đây 10 ngàn một cái. Nói là cái làng nghề này mai một thì ở nhà nước nó muốn động viên cho mình giữ nghề truyền thống. Thì nhà nước có hỗ trợ một kinh phí rất là lớn để mình giữ nghề. Mình cũng ráng mình giữ, mình làm. Được biết, để phát triển nghề gốm truyền thống tại Lư Cấm, thành phố Nha Trang đã hỗ trợ kinh phí để các hộ sớm có điều kiện hành nghề trở lại, cũng như sẽ là một điểm tham quan thú vị cho du khách trong bức tranh du lịch của Khánh Hòa. Đến sáng nay, hàng trăm người dân và lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục gia cố tuyến đê bao xã Quảng Điền, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk để cứu hơn 1.000 hecta lúa có khả năng bị mất trắng nếu tiếp tục bị nước tràn vào gây ngập úng. Do mưa lớn liên tục những ngày qua nên từ sáng ngày 10 tháng 8, nước trên sông Krông Anna bất ngờ tăng cao, tràn qua thân đê bao Quảng Điền, gây ngập úng cánh đồng khoảng 1.000 hecta lúa vụ hè thu ở huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Riêng trong ngày 11 tháng 8, lực lượng công an, quân sự và hàng trăm người đã chia nhau ra từng nhóm để đào đất, chở đất, gia cố lại những điểm đê thấp bị nước tràn. Năm nay lũ xuất hiện quá sớm, đa số diện tích lúa mới chín được 20-30%, gây thiệt hại rất lớn cho người dân. Được biết, công trình đê bao Quảng Điền có tổng vốn hơn 300 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng vào năm 2014. Công trình này chạy dọc sông Krông Anna, đi qua địa phận hai huyện Krông Anna và huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Hiện nhiều đoạn đã xuống cấp, sạt lở. Chiều tối qua, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi trên kênh Rạch Chiếc. Điều đáng nói khi sự việc xảy ra, rất nhiều người dân hiếu kỳ đã tập trung trên cầu để xem lực lượng chức năng xử lý hiện trường. Thay vì chỉ xử lý hiện trường nạn nhân, lực lượng chức năng buộc phải cắt cử thêm người để điều tiết giao thông bị ùn tắc trên cầu. Một lần nữa đặt ra câu hỏi về ý thức của những người dân hiếu kỳ bất chấp cả luật giao thông. Khi lực lượng chức năng đang xử lý vụ việc, nhiều xe máy dựng ngổn ngang, người dân thì chen lấn trên cầu xây dựng. Ghi nhận tại hiện trường, nạn nhân ngoài 30 tuổi, cởi trần, mặc quần jean cục màu xanh, thi thể đang trong tình trạng phân hủy nặng. Theo đó, khoảng 17 giờ 30 phút, người dân phát hiện một thi thể nam giới nổi dưới sông Rạch Chiếc, đoạn qua cầu xây dựng, phường Phú Hữu, quận 9 nên trình báo công an. Công an quận 9 có mặt xử lý hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Tới 19 giờ 30 phút, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, Việt Nam MRCC vừa cứu nạn thành công 6 ngư dân tàu cá Quảng Bình bị chìm trên vùng biển Hoàng Sa và đưa về đất liền an toàn. Theo đó, rạng sáng ngày 11 tháng 8, tàu cá QB 92838 do ngư dân Phạm Xuân Tùng, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, cùng 5 lao động đang hành nghề trên vùng biển phía tây quần đảo Hoàng Sa, thì tàu bất ngờ bị phá nước. Nước tràn vào tàu, làm ngập buồng máy khiến tàu mất khả năng điều động. Ông Tùng cùng các ngư dân nỗ lực khắc phục sự cố nhưng bất thành. Trước tình hình nguy hiểm, tàu có nguy cơ chìm, ông Tùng đã liên lạc Việt Nam MRCC yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.
Nhận tin báo, Việt Nam MRCC cử tàu cứu nạn hàng hải SAR-412 từ Đà Nẵng lên đường cứu nạn. Đến 12 giờ, nước tràn vào quá nhiều, tàu cá QB-29838 chìm hẳn, 6 ngư dân bỏ tàu lên thúng chai. Đến chiều cùng ngày, tàu SAR-412 tiếp cận hiện trường, phối hợp cùng tàu KN-366 thuộc vùng 3 Hải quân triển khai tìm kiếm và cứu sống toàn bộ 6 ngư dân. Ngoài thuyền trưởng Tùng, các ngư dân còn lại đều trú huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tình hình lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc ngày càng phức tạp khi công an liên tục bắt được các nghi phạm và những đường dây được tổ chức chuyên nghiệp. Sáng hôm qua, Công an huyện Kỳ Sơn và Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra đường dây buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc. Trước đó, khoảng 9 giờ sáng ngày 11 tháng 8, tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, các lực lượng chức năng bắt giữ Lữ Văn Thủy, 32 tuổi, ngụ xã Tà Cạ, là một đối tượng trong đường dây lừa bán phụ nữ qua biên giới. Bước đầu, Thủy khai nhận, từ năm 2015, Thủy đã cùng một số đối tượng khác lừa bán 3 phụ nữ ở địa bàn xã Can Đu, huyện Kỳ Sơn qua biên giới. Sau khi giao dịch thành công, Thủy được trả tiền công là 15 triệu đồng. Hiện nay, một nạn nhân đã trở về địa phương, hai nạn nhân vẫn đang ở nước ngoài. Thưa quý vị, với sở thích sưu tầm tiền cổ, thầy giáo Lâm Văn Cường dạy môn mỹ thuật ở trường Trung học cơ sở Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đang sở hữu một bộ sưu tập tiền xưa hiếm thấy. Với anh Cường, đây là số tài sản vô giá mà anh đã dày công sưu tập suốt 20 năm qua. Sở hữu hơn 2.000 tờ tiền giấy nhuốm màu thời gian, đây được xem là tài sản quý giá nhất mà thầy giáo Lâm Văn Cường, cư ngụ tại xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, dày công sưu tầm suốt 20 năm qua. Đặc biệt, những bộ tiền xưa có dãy series liền kề, độc lạ, hiếm thấy. Nhiều tờ tiền giấy trong bộ sưu tập của thầy Cường thuộc dạng độc nhất vô nhị, như bộ tờ tiền đồng lưu phát hành năm 1921-1926, tờ tiền có hình con beo, tờ tiền một đồng vàng có in hình hai đứa bé liền số seri với nhau. Thật sự có những tờ tiền nó hiếm, như là mình đang có đó là tờ tiền bộ lư. Lư này đây. Thì tại sao gọi là tiền bộ lư? Lý do là nó được in cái hình mặt bên đây là bộ lư. Thì trong tiền bộ lư nó có bốn tờ tiền, gọi là bốn chữ ký khác nhau. Thì đây là kêu là lư 1. Cái chữ ký lư 1 là chữ ký gích gào, chữ ký lư 2 thì nó khác, đây chữ giống như chữ thương gào, thay vì lư 2 thì gào ở sau, thì lư 3 gào ở trước, chữ ký trước, còn lư 4 thì nó hoàn toàn hai chữ ký mới luôn. Thì trong 4 tờ bộ lư này thì những anh em sưu tập trong câu lạc bộ An Giang á, thì cũng có anh em có một số tờ bộ lư, nhưng mà chưa có ai có tờ bộ lư này hết. Thì theo mình là tâm đắc nhất là mình đang sở hữu được tờ bộ lư này, thì có lẽ là nó cũng là cái niềm vinh hạnh cho những câu lạc bộ sưu tập từ xưa An Giang mình. Bén duyên với những tờ tiền xưa cũ từ thuở còn là sinh viên, cách sưu tầm tiền của thầy Cường là trao đổi hiện vật hay mua lại từ bạn bè, người thân và giới săn lùng đồ cổ. Đến nay, chủ nhân của bộ sưu tập độc đáo này lưu giữ hơn 300 bộ tiền xưa theo từng thời kỳ lịch sử đất nước. Cũng theo thầy Cường, mỗi đồng tiền đều ẩn chứa những câu chuyện hay cùng quá trình biến động của lịch sử, nên khi tìm được, thầy xem như bảo vật, đôi khi phải bỏ số tiền cao nhất để mua lại. Nhưng trong số ấy cũng có người thương cho và tặng. Hơn 20 năm sống trong niềm đam mê tiền cổ, đến nay, mong ước lớn nhất chính là có đủ kinh phí để mở một nơi trưng bày những món đồ mình đã sưu tầm được. Và câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11h30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.